tàu chở khách du lịch đó thấy chưa? Đó. Có nhà hàng ăn uống ngủ trên đó luôn đó. Hồi xưa đi được một lần lâu lắm mà. Hãng cho đi. Ơi, bên bên kia mưa gì đang thổi lùi vậy kìa. Hả? Bên kia mưa rồi kìa. Đó, bên hướng đó mưa gì rồi đó. Mưa rồi anh Thúc ơi. Mưa. Đó. Mấy nhà phía bên đó đẹp quá. Nhà trên đồi mấy bên đó đẹp quá. Ừ. Chị ở gần đây hả? Ina đi đâu vậy Ina? Đi lên chateau. Đi lên chateau. Trước. Ui mình lên cao cao vậy đó. Giống hồi lúc đó. Mình đi lên đi. Cái lâu đài đó đó. Đang chạy lên núi. Ừ. Theo vòng vòng cái bờ nho ha. Trên cái truyền đó đó. Ui, bỏ đi, số 189. Đó, ở trên cái bên đó trồng nho. Ở đó mình mua mình đi như thế mình mua bạc kia ta. Mình đang leo leo lên. Mình đang leo lên. Cái vậy, ủa vậy hồi mình xuống đường này luôn hả? Thì có đường này. Vậy lỡ xuống đường khác chứ. Vậy chứ có một chiếc xe nữa ngược chiều nữa hay sao chạy chị Long? Đúng không? Quý xuống đường khác. Thì đó, bởi vậy. Kìa. Trời ơi tới rồi kìa. Trời ơi kìa. Kìa. Lên núi. Nó nằm ở giữa lòng núi mà. Ui. Núi mà to mà đi. Là sẽ dọc Trường Sơn đi cúng nước. Dọc Trường Sơn đi cúng nước. Phơi phới vậy tiên đó. Ôi ôi nhìn xuống dưới kìa. Wow. Nè, thấy xuống dưới chưa? Wow. Trời đang mưa. Uổng ghê luôn, trời đang mưa. Mình tác nghiệp. Trời đang mưa. Đó, tới lâu đài kìa. Đó thấy không? Trời ơi. Tới rồi kìa. Rồi. Bữa mẹ muốn ối luôn. Sao vậy? Sợ độ cao quá, nó hỏi mẹ muốn ối không? Đâu, ối. Lên được tới đỉnh. Kìa, tới rồi kìa. Đó, có người đó. Có người kìa, có người ta lên á. Có người ta lên. Xui, giờ dạ, đi lên tới sao tao trời mưa nè. Giờ cho nó cẩn thận chút cho nó check in cái đi rồi. Trời mưa nè cho nên là giờ đâu phải ra tham quan được đâu. Nè, Inna nhìn qua cửa sổ. Không thấy, thấy xa xa là nhà đó hả? Thì trời cũng hết mưa. Trời ơi. Ra ngoài dạo ngắm cảnh nè, trời phố nè, nhìn đẹp không làng. Nhà dưới đó có dòng sông, bên kia ruộng nho, rồi trên đây là lên cái lâu đài. Dạo chút xíu. Hết mưa mẹ chạy ra với Lina nè. Quá trời luôn nè, cái lâu đài cổ xưa nè. Hết mưa rồi con. Là nhìn bên đó kìa nho kìa. Có đường lên ta trồng nho, bên đó có một cái nhà xa xa bên đó. Muốn lên cảnh là phải trả tiền cảnh. Vậy hả? Mấy đồng? Vô đồng cái gì đó không có. À. Tại gió bóng xe rồi. Quá trời cái cảnh đẹp. Lên trên cái lâu đài nhìn. Anh bên kia có một làng trên cao nữa kìa, anh thấy không anh? Kia có một làng cao, đâu có một phỉnh cao dưới đó. Có cây cầu, hồi mình sẽ chạy qua cây cầu đó. Đó. Đầu qua cầu đó là bên đó nữa. Nhà phố bên đó. Đẹp quá. Trời lạnh, trời mưa. Ê, nè. Lina nè. Ba nè. Ê, bên kia có một cái nhà chắc người ta ở bên đó hả ta? Anh à, anh. Kế bên lâu đài có một cái nhà kìa. Ui, chắc của chủ này. Anh Túc nói này tư nhân rồi. Hả? À, trên đây có nhà hàng trên đó đó hả? Đó là hả? Anh Túc nói là cái lâu đài này tư nhân nó mua lại rồi. Quý con để mẹ lên trên đây cái, mẹ quay sơn cái. Còn muốn đi lên trên tham quan thì phải mua vé. Anh Xuyên nói có một đồng mà. Nhưng mà thôi bữa nay mình không có nhiều thời gian cho nên mình không có lên tham quan đâu. Lên đây chụp hình sơ quay sơ cho cả nhà coi cái được rồi. Cái tù con. Thơm đồ ăn quá. Đây nè, đó. Cổng đường lâu đài vô trong đó nè. Không? Đó. Ngồi ăn ở đây nhìn xuống dưới đẹp quá. Cái view quá trời đẹp luôn.
tàu du lịch chạy tới chạy lui miết luôn. Này lạnh này, hồi sáng đi nắng không đẹp chứ chắc mày mưa vào lạnh. Rồi đi về ha. Rồi Lina nặng bún ngon mày Lina. Nè nó nghe chị nói cái nó sợ luôn kìa. Trời ơi nè. Bún riêu nè. Nè bye Lina nè. Ăn xong rồi, sắp xong rồi, ăn nãy giờ quên nè. Có chả giò lá gam luôn nữa nè. Cái chả lụa này chứ làm hay chứ mua? Làm á. Chứ làm chả lụa luôn á hả? Ừ. Sao giỏi dữ vậy ta? Tông Tông nè. Tông Tông ơi, qua ngồi ăn luôn kìa. Tông Tông buồn ngủ. Tông Tông ngủ xuống đây, làm giấc đây. Nhà của chị Xuân. Tông Tông bây giờ ngủ rồi. Tông Tông ngủ vậy đi rồi. Đây nè, chủ nhà nè. Chủ ai nhà vậy? Chủ nhà nè. Chủ nhà nè, người đẹp Xuân nè. Nấu bún riêu đãi Elina. Anh Túc có ăn luôn không ta? Ờ ăn luôn đi, tao làm luôn cho nó vui. Ờ anh Túc ăn luôn ơi hả? Ờ hiện tại làm luôn. Ui làm luôn chị Sương ơi. Không chụp nó được mà. Chị làm hả, nguyên một cái bắp y vừa phải bóc cao nè, cao trái cây, cao trái cây, đây nè, đây này người đẹp nè, người đẹp nè, đây là, đây là người làm nè, đây là người làm, đây người làm, để phục vụ khách, người làm phục vụ khách, xả đẹp ơn chứ, xả tóc ra đẹp hơn, đẹp, đẹp quá, Lina nó đẹp nè, thôi Lina thử đi, thử biết ngon không? Ăn đi. À, chừng nào mà cho hết tất cả mọi người thử thì nó mới thử. Rồi. Ừ. Vườn của chị Sưng nè. Trời ơi, bà có chút xíu trước nhà mà bà làm cũng đẹp lắm nha. Nè. Chị Sưng là bạn của chị Lon. Ở cách nhà chị Lon 50 mấy cây số. Coi nè, coi trước nhà bà nè. Bà trồng bông, trồng hành. Còn mẫu đơn nhóc luôn đang có nụ. Rồi ở đây có cây đào đang có trái nectarine đó. Ủa vậy hả, có trái luôn hả? Trời hay trời. Ở đây cải đẹp đâu, da chỉnh khác nữa. Cải kiwi
làm vàng luôn. Tháng nữa em đâu có ở đây đâu mà đẹp chứ xấu. Cái này cái gì ta? Bông giấy hả? Thấy không? Hình như bông giấy. Ôi. Bông hồng. Cái bông này giống nhà mình có nè anh. Cái đó. Đó. Dâu. Bông. Rồi mấy cây này cây gì đây nè, cũng có trái rồi nè. Ở trên đây làm hồ cá, cây quỳnh nữa nè. Hồ cá gì chứ cũng có cá đó. Đây cửa sổ. Trồng bông luôn. Bên đây cũng bông nữa. Chị này cũng phái bông nữa. Nhìn thấy biết nhà phái bông. Cái này cái gì nãy bà nói cái gì quên mất tiêu rồi ta. Đào à. Có trái thiệt, có trái nhóc rồi. Ồ trái nhóc luôn. Nè nhỏ nhỏ trái nhóc luôn. Đó. Ngồi ý. Xà lát. Này cũng này trồng cải nữa, có mấy cây cải. Đó sao được sót một cây cải với đó bị chảng luôn. Đây nè, phái mấy cây cải của Tata này nè. Có hôm qua nè, nãy Tata nói Tata có bỏ cá vô đó con, mười mấy con cá đó nhé. Đó, con cá đó. Thấy không? Xí xí có. Mẹ con không thấy hả? Con nhìn kỹ đi. Có cá mà. Cái bông này là bông mẫu đơn nè, trời mà của chị nó tốt. Nhà mình đang có một nụ à. Của chị để tốt nè, nhiều bông sợ luôn. Mỗi thứ một chút nó trồng có đủ hết trơn tơi, hành lên bông luôn. Cải xanh cũng tốt ghê luôn. Má ơi đi vô con, lạnh con. Vô. Lạnh á. Nè, ngoài vườn này của chị Sưng nữa nè. Trời ơi, bà trồng mấy cây cải, cải xanh. Tốt ghê luôn. Lá nào lá nấy bự bự thôi, lật lá ăn nè. Đây nè, tầng ô cải nè, ba Lina phái rồi, xin hộp giống nè chút xíu nữa. Xin hộp giống đem về nhà trồng giống vậy trơn, tại lá bự quá. Ba Lina thích cải lá bự này nè. Đó, tốt sợ không? Trên đó nữa kìa. Cái bông gì vàng vàng lạ quá ta. Có mà nó bị xì hơi nó vào. Nó có hơi vào thành cái độ roi gà nó mớt bớt đi rồi. Nó bớt đi thôi chứ không hư. Roi gà không phải hư. Hư là không có hư. Thơm. Mà cái roi gà của nó bớt đi nhiều lắm rồi. Thế. Bị bớt roi gà rồi. Nhưng là cái... Qua đây. Muốn gì đây đây đây. Cho đến gì. À cho đến đây. Mẹ chết. Trời bọt màu vậy. Quá trời màu vậy luôn. Rồi. Ina phải tay đi. Bỏ phải tay cho Ina đi. Nó, phải tay cho Ina đi. Rồi tâm tâm vô đi tâm tâm. Đúng rồi, vô ngang bụng. Không bây giờ tâm tâm. Tâm tâm chưa ăn giờ này. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mind.